Sáng ngày 8 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại công ty địa ốc Alibaba. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của 15 trên 23 bị cáo, 95 bị hại, hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tại phiên tòa, 14 trên 15 bị cáo có kháng cáo có mặt. Riêng bị cáo Võ Thị Thanh Mai, vợ bị cáo Luyện, vắng mặt và trước đó có đơn xin hoãn phiên tòa do bị cáo Mai nhập viện vì bị động thai. Theo hội đồng xét xử, tòa sẽ cử cán bộ xác minh tình trạng của bị cáo Mai. Bên cạnh đó, tại phiên tòa có sự tham gia của luật sư bào chữa cho bị cáo Mai. Phiên tòa được xét xử nhiều ngày nên nếu bị cáo có vấn đề sức khỏe và vắng mặt hôm nay thì vẫn có thể có mặt tại các phiên xử khác. Do vậy, hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận đơn xin hoãn phiên tòa của bị cáo Mai và tiếp tục xét xử. Cuối tháng 3 năm 2023, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoãn phiên xét xử phúc thẩm vụ án này do vắng mặt nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo. Trước đó, ngày 19 tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện mức án tù chung thân, bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh 17 năm tù, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nhân viên pháp lý công ty Alibaba 12 năm tù, Huỳnh Thị Ngọc Như, cựu phó tổng giám đốc đào tạo công ty Alibaba 17 năm tù và 17 đồng phạm từ 10 đến 19 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Võ Thị Thanh Mai 30 năm tù, bị cáo Nguyễn Thái Lực 27 năm tù cùng hai tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bị tuyên phạt 3 năm về tội rửa tiền nhưng cho tại ngoại. Sau đó bị cáo Luyện cùng vợ là Mai và hai em trai là Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh đều có đơn kháng cáo. Bị cáo Luyện cho rằng mình không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vợ Luyện là bị cáo Mai cũng kháng cáo kêu oan về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Sáng ngày 8 tháng 5, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, hai tàu cá và 8 ngư dân bị sóng đánh trôi dạt và mắc cạn tại vùng biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhận tin, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế đã cử một tổ công tác gồm 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và ngư dân tiến hành cứu hộ hai tàu cá trên. Hiện tất cả 8 ngư dân trên hai phương tiện đã được đưa vào bờ an toàn. Cùng ngày, Trung tá Trần Tuấn Dũng, đồn trưởng đồn biên phòng Cửa Tùng, biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng cùng người dân địa phương tiến hành kéo hai thuyền chìm trên biển vào bờ. May mắn hai ngư dân đã bơi vào bờ an toàn. Ngoài ra, theo thông báo của đồn biên phòng Ngư Thủy, tỉnh Quảng Bình, do ảnh hưởng của dông lốc tối hôm qua, xã Ngư Thủy có 9 thuyền nan bị sóng đánh chìm khi đánh cá trên vùng biển của xã và có 2 ngư dân mất tích. Đồn đã tìm được 2 ngư dân tại bờ biển xã Kim Thạch. Ngư dân tự bơi vào bờ, sức khỏe ổn định. Từ chiều tối ngày 7 tháng 5 đến sáng ngày 8 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh xuất hiện mưa lớn, dông lốc gây thiệt hại nhà dân. Sáng ngày 8 tháng 5, ông Nguyễn Trường Thành, chánh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, chính quyền các địa phương đang khắc phục thiệt hại do dông lốc gây ra. Tại địa bàn huyện Quỳ Châu, dông lốc đã làm tốc mái 64 nhà, trong đó thị trấn Tân Lạc 41 nhà, xã Châu Hội 2 nhà, Châu Thắng 3 nhà, Châu Hạnh 18 nhà, 2 nhà tại bản Kẻ Nín, xã Châu Hạnh bị sập, một trường học bị tốc mái, 3 cột điện chiếu sáng bị gãy đổ. Tại huyện Quế Phong, dông lốc cũng làm một người bị thương, 5 nhà tốc mái, 1 nhà bị sập hoàn toàn. Tại huyện Kỳ Sơn, dông lốc gây tốc mái 6 nhà ở các bản Thà Lạng, Ca Gia, xã Bảo Thắng. Trong khi đó, tại bản Châm Buông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương có 1 nhà bị sập. Tại Hà Tĩnh, mưa đã làm giảm nhiệt độ nắng nóng gay gắt, oi bức, ngột ngạt kéo dài suốt nhiều ngày qua trên địa bàn, giúp người dân có cảm giác dễ chịu, thoải mái, mát mẻ hơn. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài kèm theo gió mạnh đã khiến nhiều diện tích lúa mùa vụ xuân bị đổ ngã. Ông Nguyễn Trí Hà, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thống kê ban đầu đến thời điểm sáng ngày 8 tháng 5, trên toàn tỉnh đã có hơn 1.000 hecta lúa mùa vụ xuân, chủ yếu lúa đã chín, chuẩn bị cho thu hoạch trong 7 đến 10 ngày tới, bị mưa lớn và gió làm đổ ngã. Hiện chi cục đang tiếp tục tổng hợp diện tích lúa bị đổ ngã và mức độ thiệt hại. Ngày 8 tháng 5, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành Đai 3.
Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức cho hay, thành phố Thủ Đức chuẩn bị 239 nền đất tại khu tái định cư Long Bình, Long Thành Mỹ, khu Long Bủ, giai đoạn 2 và 150 căn hộ chung cư C8 Mang Thiện để bố trí tái định cư cho người dân. Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức tặng bản vẽ cấp phép xây dựng nhà mới và cải tạo nhà cũ, hỗ trợ người dân tháo gỡ và di chuyển đồ đạc đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống. Theo ông Nguyễn Anh, trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn, tính đến chiều ngày 7 tháng 5 ở huyện có 149 trong tổng số 332 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành Đai 3, đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Huyện đã chi hơn 362 tỷ đồng cho 82 trường hợp, nỗ lực hoàn tất bàn giao mặt bằng trong tháng 6. Ngoài chi trả bồi thường, huyện Hóc Môn cũng hỗ trợ miễn phí đo đạc, cấp giấy chứng nhận, lập bản vẽ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thiết kế xây dựng đối với phần đất còn lại cho người dân. Tương tự, huyện Củ Chi đang tập trung chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành Đai 3. Theo ông Võ Đức Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh, huyện có 393 trường hợp là tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án. Đến nay, huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho 259 trên 393 trường hợp, đã ban hành phương án quyết định phê duyệt phương án đào tạo chuyển đổi nghề và việc làm cho các trường hợp bị ảnh hưởng. Sáng ngày 8 tháng 5, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình việc chấp hành pháp luật về phòng chống mua bán người. Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa cho biết, vẫn còn một số lượng lớn nạn nhân chưa được giải cứu. Theo đó, trong kỳ báo cáo giai đoạn năm 2018-2022, cơ quan điều tra các cấp thuộc Bộ Công an đã tiến hành khởi tố 386 vụ trên 808 bị can. Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng đã tiến hành khởi tố sau đó chuyển sang cơ quan điều tra có thẩm quyền 54 vụ trên 68 đối tượng. Trong đó đã kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát cung cấp để truy tố 339 vụ trên 693 bị can. Nhìn chung, công tác điều tra của cơ quan điều tra các cấp cơ bản bảo đảm chấp hành đúng pháp luật hình sự và tố tụng hình sự. Tuy nhiên, số lượng các vụ phạm tội mua bán người được phát hiện điều tra xử lý còn ít so với tình hình thực tế. Thậm chí số vụ án bị khởi tố về các tội mua bán người ít hơn so với giai đoạn trước. Giai đoạn năm 2012 đến năm 2020, trung bình khởi tố 162 vụ một năm. Giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, trung bình khởi tố 77,2 vụ một năm. Các vụ án mua bán người được phát hiện chủ yếu qua đơn thư tố giác của người bị hại hoặc gia đình nạn nhân. Chất lượng điều tra còn có mặt hạn chế, vẫn còn 56 bị can phạm tội mua bán người bỏ trốn phải truy nã. Trong kỳ báo cáo, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành giải cứu và phối hợp giải cứu cho 352 nạn nhân, tiếp nhận xác minh nạn nhân từ nước ngoài trở về 545 nạn nhân. Có 288 người được cấp giấy xác nhận nạn nhân, 86 nạn nhân được công an chuyển giao cho địa phương, tuy nhiên vẫn còn một số lượng lớn nạn nhân chưa được giải cứu. Liên quan đến việc sử dụng vỉa hè đường Nguyễn Du làm chỗ giữ xe hai bánh tạm thời cho người dân đến thăm khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM Bùi Hòa An cho biết, nhu cầu lưu thông bộ hành của người dân đến thăm khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 là rất lớn. Việc các loại xe dừng đổ để lên xuống khách trên đoạn đường này thường xuyên xảy ra, gây ách tắc giao thông tại khu vực vào các giờ cao điểm. Vì vậy, việc đề xuất sử dụng phần vỉa hè đường Nguyễn Du để làm bãi trong giữ xe hai bánh của Bệnh viện Nhi Đồng 2 là không phù hợp. Sở Giao thông Vận tải thành phố đề nghị Bệnh viện Nhi Đồng 2 chủ động xây dựng phương án bố trí bãi đổ xe phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh bên trong khuôn viên, khẩn trương rà soát lại các vị trí kiểm soát ô tô lưu thông vào bệnh viện để hạn chế tình trạng ô tô dừng đổ kéo dài trên các tuyến đường xung quanh như hiện nay.